Cha ông ta có câu là có công mài sắt thì có ngày được trả kim cương này nha. Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín HT Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video về mini world sinh tồn YouTuber nha mọi người. Thì ok, trước khi vào video mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Ok, thì trong tập trước đó mọi người, thì mình đã có một cuộc chiến với Hunter về phần thua thuộc về mình. Và mình để gọi là mình hơi nhát một chút là mình đã trốn chạy hơi nhục một tí xíu. Và mình đọc lại bình luận thấy mọi người kêu là Hunter không cố ý làm cháy nhà mình đâu. Hunter chỉ gọi là đập mấy cái cục đá và đập cái sàn mình ra và cho tính chôn mình thôi chứ không có tính là đốt nhà mình. Và mình cũng đã xem lại cái video của Hunter và thấy là Hunter không có cố ý làm vậy. Và mình chợt nhận ra là mình hơi sai một tí xíu. Thì chắc bây giờ mình phải chuộc lại lỗi lầm bằng cách trả lại kim cương cho Hunter với tặng quà cho Hunter đi. Thì mình thấy là Hunter chưa có cái túi tên lửa đó mọi người, thì để bây giờ mình chế tạo cho Hunter một cái túi tên lửa cũng coi như là quà tặng đi. Cái túi tên lửa được chế tạo từ cái thuốc nổ và có sắt nữa nè, và đá điện. Và để bây giờ mình sẽ vô chế tạo luôn. Thì mình cần khoảng 4 cái tên lửa đi để mình còn sửa cái túi bay của mình nữa, túi phản lực, túi tên lửa của mình nữa. Và chúng ta cần một khối đá điện và 2 xô dung nham. Hình như là mình có cái xô dung nham không? Cái xô nước của mình quăng đâu mất tiêu rồi ta, mình không nhớ nữa. Và để bây giờ, chắc bây giờ mình sẽ chế tạo thêm 2 cái xô nữa đi. Xô thì chúng ta cần sắt với gậy. Có, chúng ta đã có gậy rồi. Và một cái đá lam. Và để bây giờ mình chế tạo thêm 2 cái xô đi. Mình có bỏ lộn trong này không? Mình quăng ở đâu rồi mình cũng chả nhớ nữa luôn á. Rồi mình sẽ chế tạo 2 cái và mình sẽ chạy ra mình múc cái 2 cái xô lava luôn. Rồi mình đã múc được 2 xô lava rồi và bây giờ mình sẽ chế tạo cái túi bay luôn. Cái túi bay thì chúng ta cần thêm một cái cục đá điện nữa, máy móc. Đây, chúng ta cần một khối đá điện và như thế là ổn rồi. Và được một cái túi phản lực nữa, túi tên lửa. Rồi và không biết hình như chế tạo túi tên lửa mình sẽ mắc mấy cái sâu sắc đó mọi người. Rồi và bây giờ mình sẽ đi sửa lại cái túi tên lửa của mình luôn. Và sửa bằng 2 cái này tốn 5 sao thôi. Và thế là chúng ta đã có một cái túi tên lửa hoàn thiện luôn. Và bây giờ mình sẽ ăn một phát và chắc bây giờ mình sẽ qua bên Monster và trả đồ cho Monster thôi. Hello, có ai ở nhà không? Cộc cộc. Bây giờ còn dám qua nhà tôi hả? Không, tôi đây cải tà quy chính rồi, tôi không có quýnh nhau nữa rồi. Trong mấy tập trước á, tôi có thấy, tôi có xem lại cái video của ông á, thì tôi thấy là ông không có cố ý phá nhà của tôi. Thì tôi thấy tôi hơi sai, thế giờ tôi qua tôi xin lỗi được không? Được, ok, tôi kiểu người nhân từ, hiền hậu, thiện, lovely, friendly mà. Thì cha ông ta có câu là có công mài sắt thì có ngày được trả kim cương này nha. Thì giờ tôi trả ông 7 viên kim cương nha. Ok. Còn chưa hết. Thì bữa giờ tôi quýnh ông hơi nhiều, thấy tôi hơi có lỗi tí xíu. Thì tôi trả, tôi tặng ông một cái túi phản lực luôn. Ông có túi phản lực chưa? Chưa luôn. Thấy chưa, xịn chưa. Tôi có cái này tôi muốn tặng ông nè. Cái gì không? Cái này nè. Đó, ông đi qua đây tôi đặt cho ông cái. Ở đâu? Cái gì sao cái tự nhiên ông đặt cái TNT? Nè, qua tặng. Đây, từ từ để tôi lấy cái hộp quẹt ra cái này. Ê. Không được nha, ha. Thôi, chứ thứ mà tôi muốn tặng ông là con cái này nè. Ông tặng tôi con này à? Không, một cái đứa con của con này. Xịn sò. Ông tôi nhảy lên cửa à. Ông muốn tôi đẻ trứng ở chỗ nào đó thì tôi đẻ cái trứng xong 21 là nó nở ra là ông có thể dùng cái con này ông cưỡi luôn. Đẻ trứng có ăn được không?
Sao mà ăn được trời? Không được, tưởng ăn được thôi. Đẻ đâu ta? Trứng thì phải mà. Trứng thì rất mộng đời ăn. Ông vô nhà ông đẻ. Vô đây. Vô đây luôn hả? Vô được không? Vô được không? Không được rồi thôi. Đi ra ngồi đi ông. Trời ơi, ông quần cái con khủng long tôi vậy. Vô trong. Ra ngồi đi. Tí nó mấy con khủng long nó không ra được nữa. Đây, ông đẻ ngay chỗ đây đi. Úp. Ôi dạ. Trời ơi, ông muốn giết nữa hả? Tôi lỡ. Ok. Đẻ đây nha. Ok. Con khủng long phản chủ à. Ây da, kêu nãy ông đánh thôi. Đâu, để nó cắn tôi nữa nè. Ôi, tôi nhớ là lúc trước, hôm qua, tập trước nó còn đẻ được mà bây giờ nó bắt tôi đợi lại ông ơi. Ôi, xong luôn, ôi giời ơi. Nên là một chút nữa đi, tôi tặng ông sau. Ok. Tiếng nữa đó là tôi tặng ông lại. Sao nó có chạy tới chỗ tôi sợ vậy? Đó, tại hồi nãy ông đánh nó đó thôi, để nó giết ông đi rồi. À, 2 giờ tôi giết nó. Ok, cũng được á. Ủa, sao nó đâu mất tiêu rồi? À, đây. Rồi, nó hết đánh ông rồi đó. Ok. Đánh nó nữa là nó đánh ông đó. Ai cỡ nó về đi, cho nó tạm nghỉ đi. Tập trước như nó đẻ được á, tôi định tặng cho ông rồi đó. Mà ông chơi, ông lấy kim cương xong bây giờ kiểu khủng long này nó cũng tức á. Trời ơi. Rồi. Nó nín đẻ luôn. Thôi cải tà quy chánh đi. Ôi giời. Đây bây giờ nó mai mốt là khi mà nó đẻ xong đúng không? Đó là ông phải đợi tầm mấy ngày. Ui. Mấy ngày trong game á, đó là xong rồi tôi mới được ăn thịt à. Cái gì nó à đó à tưởng nó đẻ ra thịt tôi ăn á. Ông cứ suốt ngày cứ đòi ăn đồ hiếm không. Ê ông có thấy cái làng, cái chỗ mình ở là kiểu hơi chán không? Tại có tôi với ông ở à. Đúng. Ừ đúng rồi, tôi nghĩ là bây giờ tôi với ông đi triệu hồi dân làng đi, chỗ làng mình nó vui. Ồ. Ok. Ủa dân làng triệu hồi sao không? Là nó cần kiểu sẽ cần ba nguyên liệu, đó chính là cái gì ta, cái đó gọi là cái gì, cái cục huỳnh quang gì đó, cái đèn huỳnh quang đó. Cái gì nữa không? Với lại cục xương này, với lại hoa hương dương. Ồ. Thì hoa hương dương cục xương nó gần đây có nhiều lắm. Ấy thì tôi nghĩ là tôi có thú cưỡi này, tôi có thể kiểu cưỡi nó nhanh hơn để tôi ra biển tôi đi kiếm mấy cái bóng đèn cho. Ok. Ông kiếm hoa hương dương với xương đi. Ok không? Okay, thế giờ okay, chúng ta okay, chia okay. ra làm nha không? Ok. Ok. Ra biển nha, có gì chút nữa tôi về rồi gặp lại ha. Ok. Ok. Rồi thì Monster cũng đã bắt đầu đi ra biển tìm mấy cái món đồ vậy rồi và thì nhiệm vụ của mình là tìm gì đó mình quên mất tiêu rồi. À đúng rồi, nhiệm vụ của mình là tìm cái xương thì hình như là ăn cái cục thịt thúi này ra sẽ có được cái thương xương, được xương động vật hay sao á, và cần hoa hướng dương. Thì hoa hướng dương chúng ta có một cái rồi, và đến bây giờ mình sẽ đem ra mình trồng thử được không ta. Rồi mình sẽ trồng thử cái hoa hướng dương ngay chỗ nhà mình thử. Hình như hoa hướng dương được trồng trên cái đất này nè mọi người. Cái đất được dùng bằng xẻng đào ra á. À và đúng rồi, chúng ta đã có một cây hoa hướng dương. Và mình sẽ lấy phân động vật, mình có một cục phân động vật này. Mình sẽ bón cây đó thử có ra thêm một cây hoa hướng dương này nữa không. Và ồ, hình như không bón được. Ô kìa, mình cứ tưởng là bón được chứ. Và bây giờ mình sẽ mình có 32 cục thịt thúi này mình sẽ ăn để chúng ta có được xương động vật nha mọi người. Thì cái cục thịt thúi này chúng ta sẽ có một hiệu ứng bất lợi, đó là ngày mau đói đó mọi người, nên khá là nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ thì mình ăn liên tục vậy nó không có mau đói được đâu, nó cứ đầy liên tục thôi. Và để bây giờ mình ăn thật là nhiều vào để kiếm thật là nhiều xương nha mọi người. Và mình đã ăn hết 32 cục xương và 32 cục thịt thúi và được 32 cục xương. Và bây giờ mình sẽ đi vòng vòng mình tìm mấy cái hoa hướng dương luôn nha mọi người. Và đấy, để bây giờ mình trồng cái này xuống. Và hình như bữa ở bên kia mình thấy cũng có khá là nhiều hoa hướng dương luôn. Và để bây giờ mình qua đó mình tìm thử. Hy vọng chúng ta thu thập được nhiều hoa hướng dương để mình sẽ kiếm được thật là nhiều dân làng một xíu. À, đây nè, một cây hoa hướng dương. Ồ, cây hoa hướng dương này có thể trồng được trên đất à. Và không thể bón được, xui thật sự. Và để bây giờ mình tìm thêm hoa hướng dương có thể chế tạo thành hạt giống hoa hướng dương phải không? Ồ, chúng ta cần phải tạo thành cái hạt giống
Ok, để bây giờ mình sẽ đi vòng vòng tìm thêm một ít Thao Hướng Dương nữa. 1 hour later. Và ở đây có thêm một cây Thao Hướng Dương nữa. Đây, và chúng ta đã được 2 bông Thao Hướng Dương. Và ở trên kia cũng có khá là nhiều luôn nè. 3 cây nữa. Và được 5 cái rồi. Quả này thì chúng ta kiếm được hơi bị nhiều dân làng luôn. Và ở bên kia cũng có nữa. Và bên này có cái rừng mưa nè. Không biết là cái rừng mưa này có cái đền thờ không nữa. Được 66 cái rồi. Và để mình nghĩ nghĩ xung quanh luôn. Đây rồi, thêm một cây nữa nè. Và đây là cây thứ 9 hay sao đó. Và không biết là còn không. Nếu không còn thì mình đi về luôn. Lắc. Và đây, đường về của nhà mình đây. Và hình như là hết rồi. Và ok, mình sẽ chạy về nhà một phát luôn. Và không biết là mấy cái bông hoa này trồng nhanh hay không nữa. Nếu trồng nhanh thì mình sẽ thử luôn nha. Để bây giờ mình về nhà mình chế tạo hạt giống. Mình trồng cái... nghe tiếng nhện. Đây, ở đây có một sẵn một cây Thao Hướng Dương ở chỗ kia luôn kìa. Để bây giờ mình sẽ chế tạo hạt giống và trồng nó luôn nha. Để bây giờ mình đập cái Thao Hướng Dương này ra một phát. Và chế tạo một cái hạt giống. Hạt giống Thao Hướng Dương. Và để bây giờ mình trồng cái hạt giống này xuống. Đúng rồi, và hình như chúng ta có thể bón phân rồi đó. Bón được lên cây một tí xíu rồi nè. Khá là hợp lý luôn á. Alo, Mon ơi, tôi kiếm được đồ rồi nè, tôi kiếm được đủ đồ rồi nè. Tôi kiếm được 9 cái Thao Hướng Dương. Đây, đâu đó, ông đâu rồi. Đây, 9 cái Thao Hướng Dương. Với 33 cục xương. Ui, cái gì ghê vậy? Quá gì xương vậy? Tôi giết hơi bị nhiều quái vật nữa, ra hơi nhiều thịt. Thôi rồi, vậy sao để kiếm nhân làng không? Bây giờ tôi chế đây bây giờ có cái gậy gì vậy? Được 5 cây. Đó, cây này là cái cây mà để cho biến quái vật thành dân làng đó, chịu hồi dân làng. Búa xương phù thủy. Đúng. Gõ vô cái đầu nó hay sao không? Đúng rồi, giờ tôi với ông á đợi trời tối xuống là quái nó sẽ hiện ra đúng không? Đó, xong rồi tôi bắt cái cục thịt này lên, xong mấy con quái tôi với ông sẽ đi dụ nhiều quái về đây để ăn cái cục thịt này. Đó, xong nó ăn xong cái tôi ông phải đứng từ xa nhìn nó ăn xong cái nó bắt đầu nó ngủ đúng không, xong rồi tôi ông phải chạy lại gõ cái đầu nó. Đó, phải gõ nhanh nha. Gõ xong cái này là cầm qua cái khác gõ liền. Còn cái này là cái gì không? Cái cột nè. Cái này là vật tổ làng, cây này là kiểu để cho mấy ông dân làng ông nhận biết là cái chỗ ông sống á. Đó, phải có cái này ông ông dân làng mới có thể hoạt động được. Đó, chứ không có cái này là mấy ông sẽ đứng im có một chỗ luôn. Xin. Quan trọng lắm. Ok, bây giờ để tôi chờ tới tối lâu lắm để tôi lấy. Ông làm gì? Ông làm phép thuật à? Đúng vậy. Xin sò. Biến hình liền. đây. Nè, bắn cái bom nè. Rồi ok. Ok. Giờ chờ tối nè. Ok. Bây giờ tôi với ông đứng đây đi, đợi quái nó chịu hồi ra cái xong tôi với ông sao ta? Dụ nó lại, mà dụ đông đông rồi mới gậy gần nó cho nó ăn nè. Con này một cái gậy này gõ được bao nhiêu con không? Gõ được bao nhiêu dân làng? Gõ được có 1 con không? Ôi, gõ 1 con à. Vậy thì có kiếm có được 5 em chứ mày. Đúng rồi. Có 5 em thôi. Có đôi giày kim cương nè. Đâu. Mà mắc quá. Ui. Tôi hết sao rồi. 18 sao. Lại mưa. Tăng ông luôn. Ok, xịn sò. Xịn. Ôi mà bây giờ khoan. Trời mưa rồi cái này mưa nó dập hết lửa rồi sao nó ấy ta? Nó có dập được lửa không? Tôi thử nha. Được. Để tôi ông thử đi. Để tôi dùng pháo này cho nó hết mưa. Đó thấy không? Nó dập lửa kìa. Đó, để tôi bắn cái pháo mưa lên cái đã. Ok. Cho công việc để nó thuận lợi. Để tôi thắp lên. Ok. Đó kìa, quái nó bắt đầu xuất hiện rồi kìa. Đâu la kìa. Đâu ta? Ê, sao lửa, sao tắt lửa rồi không? Đâu? Sao lửa nhỏ vậy? Không gì. Đây, để tôi coi. Nè, có, ở đây có quái nè. Mấy con tầm xa thì nó có thể, mấy con tầm xa là nó có hai nghề. Nó làm được nghề nông dân với lại nghề hậu vệ luôn. Hậu vệ mà cầm giáo á, tầm xa. Còn mấy cái con tầm gần này, mấy con cầm cây nè, nó chỉ làm được hậu vệ thôi. Nên là tôi với ông phải kiếm thêm một ông tầm con, giáo. Còn con nổ làm được gì không? Tôi dụ nó về nhà. Con nổ là... Con hơi ông được dụ nhà. Nổ luôn cái nhà đó. Không làm được đâu. Tôi qua bên đây tôi kiếm rồi. Nhưng mà tôi kiếm mấy con... kiếm con cầm xa.
Ôi, có về... cái con em bé nữa, ông thấy con giả nhân em bé nào chưa? Tôi thấy rồi. Ê, nó nhảy múa kìa không? Ừ, ông chạy đi, ông đừng có đứng đó. Tôi nấp rồi. Ông rình nó đó. Đó, chờ nó phát hiện á. Tới tôi gọi. Ôi, con chứng nổ kìa. Ở đâu? Kìa, nổ trước mặt ông đó. Tôi không thấy. Đó, trời ơi, ông nhìn, ông không thấy à, đâu. Thấy rồi. Tít lít bên kia gì? Ôi, nó ngủ rồi kìa ông, Tôi qua tôi gõ đầu nó nha. Ok, gõ đầu nó. Gõ nhanh lên, coi chừng con kia nó phát hiện. Bùm. Ok rồi, ok. Chạy. Coi chừng cái con kia nó nổ. Thế nó biến hình luôn rồi. Ừ, đó, cái đó nó biến hình hình dạng dương, dương làng á. Ồ. Để tôi xử cái con nổ cái đã. Nguy hiểm quá. Này bây giờ hình như là khu của tôi với ông, khu chỗ mình nó sáng quá hay sao á. Đó, nó sáng quá nên mình đi là... xa xa tí xíu đi. Ừ, mình phải dụ ra đó. Để tôi ơi ông còn thịt không? Ông còn thịt không? Cho tôi xin mấy cục thịt. Thịt chín hay thịt sống không? Ông thịt sống, thịt chín gì cũng được luôn. Đây đây đây, tôi có nhiều lắm. Ok. Để dụ nó lại. Thịt gà hay thịt gì không? Ờ cục thịt gì cũng được. Ok. Gì cũng được đó. Để tôi kiếm con ấy, có con phóng lao rồi nè. Ừ, dụ lại. Nhưng mà có một con rồi. À. Ừ cũng được. Này, có con, cái con này nó có dí tôi không à, để tôi dẹt nó luôn. Giết nó luôn. Đó. Hello, lại đây coi, lại đây cu, lại đây em. Mấy con này đi đúng lâu luôn ha. Ờ sao mình bấm vô mấy con này được không? Mấy con dân làng được không? Ờ. Ê, nó lại nó ăn thịt đó nè. Ê! Nó phát hiện không? Chạy xa ra. Đó. Rồi con này bắt đầu ăn rồi nè, để tôi núp ở ngay cái vũng nước. Tôi núp ngay cái bụi lúa này. Con này nó cứ theo tôi rồi nè. Để tôi giết nó nha. Ừ, giết nó đi. Ờ nó quay lại rồi. Rồi, hợp lý. Ô, tôi còn có cục xương à. Đây, để tôi đấm nó nha. Ông xử con con, tôi xử con con. Ok. Nó ăn kìa. Rồi nó ăn đúng lâu được mấy con quỷ này. Ô, có một con cầm giáo lửa kìa ông. Đây. Ra ông đâu rồi? Đây. Mày hả bưởi. Tôi với ông ngủ đi. Ông chạy nhà tôi ông ngủ đi. Tôi dậy giờ ông ngủ. Sáng mai dậy phải mới cho dân làng ăn bánh mì được. Ủa cho ăn bánh mì nữa không? Đó, cho ok đi ngủ. Bánh mì xong mới là dân làng của mình được. Hình như tôi có nhiều bánh mì lắm. Đấy, ok. Đấy cái pha này mới là mắc cười nè, pha sao này sao nè, bây giờ cho mấy ông dân làng này ăn xong cái là ổng sẽ random một cái tên. Ồ, ấy là tôi bị. Tôi vô nhà tôi chế tạo thêm vài cái bánh mì đã. Ok, ông hai ông, tôi hai ông à. Ok. Bánh mì bình thường hay bánh mì dài không? Bánh mì bình thường không? Rồi đây, có luôn. Ok. Ông hai ông kia đi, tôi hai ông này chưa? Thôi tôi hai ông nào. Kìa, đây. Ông hai ông bên kia đi. Sao đây đầu môi rồi? Mullet. Ông này tóc mullet. Giờ cho nó ăn hả không? Nè. Tôi có anh Bảnh nè. Ê! Covid! Hôm nay tên Covid đâu? Okay. Tránh xe nó ra. Ui! Mình có nên xử nó không? Ê! Cái gì không? Bây giờ, ông thu phục dân làng của ông là thành dân làng của ông, còn tôi, dân làng của tôi là dân làng của tôi nè. Ui! Xịn. Để tôi thu phục này luôn. Này tên gì vậy? Ê. Thằng này tên Văn chơi. Ui! Sao dân làng chất quá vậy? Dân làng là vô lăng, lại đe sạp là xe đạp ấy. Không có... không work với nhau luôn, đã xe đạp mà còn có cái vô lăng nữa thiệt. Ê, sao tôi đưa nó lên kiếm rồi? Ê, đó. Ê, tôi lấy lại được không? Cái kiếm của tôi. Ê, khoan, để tôi đánh dân làng không? Coi dân làng không có đánh. Cái kiếm gia truyền của tôi. Coi dân làng không có đánh tôi không? Không đánh tôi hả? Tôi đánh không? Sao? Ây da. Ui. Này thì đánh. Này thì đánh. Cái này vui nè. À. Sao nó đi dưới đất luôn rồi? Ui, cái này chia phe ra vui nha. Ủa nhưng mà tôi muốn lấy lại cây kim. Ây da, bây giờ ông không. Ê, nó bị sao không? Giết dân làng không? Covid nó bị sao nè? Đâu? Thế nó chịu cháy rồi. Ê, dập lửa đi. Dập làm sao không? Để tôi đập cái này đi. Đó, rồi. Ây da, cái gì vậy? Sao dân làng không đánh tôi hoài vậy? Cái gì kìa vậy? Ông đánh tôi hoài luôn. Vậy sao đây? Vậy sao cản nó lại đây không? Cản nó được không? Không. Rồi từ từ cho nó cản. Tôi cản được nó không? Rồi luôn rồi. Tôi bị nó thù luôn rồi. Nó bơi luôn. Tôi đi tới đâu nó bơi tới đó đi. Ủa sao để hồi máu cho mấy ông dân làng không?
Hồi máu hả? Hồi máu là mình cần phải có len với lại hoa hướng dương đó, mới làm được cái băng nếp. Hèn chi nãy giờ tôi cho nó ăn thịt tùm lum mà nó không có. Trời ơi, trời ơi, nó chạy nhà tôi, nó quýnh tôi luôn. Xin nó thù ông chứ vợ. Chạy tôi ra kiếm. Thế giờ tôi đánh nó được không ta? Ông đánh nó được, ông là chủ nữa mà. Ông là kiểu người chịu hồi á, chủ chịu hồi á. Thế nó lắc đầu nè, tôi đưa nó cái rìu nó lắc đầu. Không được đâu. Ông có đúng rồi, nó có thể làm tiểu phu nữa, nhưng mà ông đưa đồ cho nó rồi là thì không lấy lại được rồi. Nhưng mà cái kiếm của tôi. Không, có một loại kẹo để mà xóa cái nghề của nó đó, nhưng mà tôi không nhớ, để có gì tôi nhớ tôi chỉ ông. Ôi giời ơi, cái kiếm gia truyền của tôi. Trẻ đây. Có lửa. Su Win nè, trẻ đây Su Win nè. Su Win, trẻ đây em đi Su Win. Ơi có đánh không? Có. Có đánh rồi. À gồm trời. Ủa nhưng mà nó đi vòng vòng nó có về nhà không? Có, nó sẽ kiểu cái cục này ở đâu á là cái phạm vi nó chỉ cái phạm vi ở đây. Sao đâu nó tìm cái giường kìa? Ừ đúng rồi, kiểu mấy ông hộ vệ là buổi sáng là ngủ buổi sáng đúng không? Còn mấy ông dân làng bình thường hoặc là nông dân hay là tiều phu gì đó, đó mấy ông dân làng khác á là ngủ buổi tối, còn hộ vệ là ngủ buổi sáng để tối còn hoạt động nữa. Ồ, xịn xịn xịn. Nãy còn một dân làng em bé nữa, dân làng nó để kiểu chế đồ á, chế đồ cho mấy ông dân làng á, kiểu mấy ông bị hư đồ là nó chế. Còn tôi muốn làm tiều phu thì sao không? Làm tiều phu hả? Là tôi đưa nó cái rìu à? Đúng rồi, ông cho nó cái rìu. Nhưng mà khoan. Thế vậy không? Đúng rồi, phải làm một cái lá cờ nghề nữa. Kiểu ông muốn cho làm trong khu vực nào là ông cắm cái cờ đó xuống là làm cái khu vực đó. Xịn. Mà thôi, tôi với ông xây nhà bằng gỗ á mà cho làm tiều phu là nó chặt gỗ luôn à? Cái nhà luôn, đúng rồi. Vậy thôi. Khoan lắm. Nhưng mà thằng kia chạy kiếm cho tao. Trẻ kiếm đây. Bị khùng mà. Trẻ kiếm. Lắc đầu luôn. Lắc đầu nó không thèm trẻ luôn mà. Ok mọi người thì tập này thì mình đã kiếm được hai bé dân làng, đó là em tên Covid. Em này thì tránh xa mình ra một tí xíu. Và một em em đó của mình đâu? Cái em cầm kiếm của mình đi đâu mất tiêu rồi? Một cái em gì răng chơi, văn răng chơi đâu? Đây, em văn chơi của mình đây rồi. Và em này đã lấy cái kiếm của mình mất tiêu rồi. Nhưng mà bởi có cái kiếm này nên em này khá là mạnh luôn á. Để mình cho cái gì đi? Cái ủng kim cương thì em này có lấy không ta? Ô! Em này lấy cái đồ kim cương của mình luôn rồi. Kìa, chạy đây. Ôi rồi xong luôn, em này lấy tùm lum thứ của mình luôn rồi. Lấy cái đôi ủng kim cương luôn rồi. Mình mới tính cho thử thôi mà. Kìa. Em này còn ngủ trong giường của Monster luôn nè. Khá là hài hước luôn nha. Ôi không hiểu luôn. Để bây giờ mình đi ngủ thử. Em này không chịu ra. Cây thật sự. Nói chung là tập này mình đã kiếm được hai bé dân làng rồi. Thì cũng khá trong lẽ đã khiến cái ngôi làng này cũng gọi là cũng vui nhộn hơn một tí rồi đó. Thì mình dự định là sẽ xây một cái ngôi làng rộng xung quanh cái căn nhà của Monster và căn nhà của mình, để làm một ngôi làng nhỏ nhỏ đó mọi người. Ok, thì chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay á thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nhé. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.